Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu xanh đan có trang trí cái phần họa tiết hoa cúc như thế này. Và cái phần mặt đế mình có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi. Thì dụng cụ mình gồm có len mucotone. Ở đây mình dùng hai màu, màu trắng mình dùng để móc mặt đế và màu đỏ dùng để móc thân của chiếc giày. Kim móc mình dùng kim móc hai đầu số 4. Kéo cắt len. Và các cái phụ kiện trang trí như hạt bẹt và cái mặt đế, keo dán đế và kim khâu để trang trí cho chiếc giày của chúng ta. Bây giờ mình sẽ dùng màu trắng để móc một mặt đế giày len. Thì ở đây mình có móc sẵn một mẫu mặt đế giày len như thế này. Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này, thì mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần hoa và cái thân giày. Thì ở cái mặt đế các bạn tính từ cái mũi dời để kết thúc cái mặt đế, các bạn tính ra cho mình 5 mũi. Sau đó bắt đầu chúng ta móc từ cái mũi móc thứ 5 nha. Các bạn móc qua cái chân móc ở phía ngoài này cho mình. Ở đây có hai cái chân móc thì móc vào cái chân phía ngoài. Móc và kéo len qua chân móc. Sau đó móc lên cho mình một mũi móc xích. Móc vào cái chân móc vừa móc một mũi nửa kép. Chân kế bên các bạn cũng móc cho mình một mũi nửa kép, cũng móc ở cái chân phía ngoài này. Đây, móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Tương tự các bạn làm cho mình các cái chân móc còn lại, các bạn làm cho mình mỗi chân móc là một mũi nửa kép cho đến khi cái hàng móc của chúng ta được 20 mũi nửa kép. Các bạn cũng móc vào cái chân móc ở phía ngoài cho mình. Mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Thì sau khi móc được 20 mũi nửa kép ở mỗi chân móc, các bạn tiếp tục móc cái hàng thứ hai cho mình, móc lên hai mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Tương tự 19 mũi móc còn lại các bạn cũng móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn, móc cho đến hết hàng cho mình. Thì sau khi móc đến cuối hàng được 20 mũi móc thì các bạn tiến hành móc lên hai mũi móc xích. Sau đó cũng quay ngược đầu móc lại. Và móc vào 20 chân móc, mỗi chân móc là một mũi kép đơn, móc cho đến hết hàng cho mình. Mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Thì sau khi móc đến cuối hàng thì chúng ta được 3 hàng ở cái phần gót giày như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc cái phần quai cột qua cái cổ chân của bé. Các bạn móc lên cho mình 15 mũi móc xích. Tùy vào cái kích cỡ của cổ chân mà các bạn móc lên các cái mũi móc xích vừa với cái phần cổ chân của bé. Thì sau khi móc được 15 mũi móc xích như thế này, các bạn móc tiếp lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. Và móc vào cái chân móc thứ 15 một mũi kép đơn. Tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Tương tự các chân móc còn lại, các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn, móc cho đến cuối hàng cho mình. Thì sau khi móc đến cuối hàng như thế này, thì các bạn móc tiếp vào cái chân kế bên này, móc vào đây một mũi kép đơn. Tương tự móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Các chân móc còn lại các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn, móc cho đến hết hàng cho mình.
Thì sau khi móc đến cuối hàng, cái gót giày của chúng ta được 4 hàng, các bạn móc lên một mũi móc xích. Sau đó kéo dài mũi móc và cắt len. Tiến hành giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc cho mình. Sau khi giấu len xong, chúng ta sẽ được một cái phần gót giày như thế này. Cái chiếc giày này là mình hướng dẫn cái chiếc ở bên phải, các bạn móc như mình hướng dẫn. Còn đối với cái chiếc ở bên trái, các bạn móc cái phần ngoài như thế này. Thì các bạn móc lên 3 hàng, sau đó móc vào cái hàng thứ tư lên 2 mũi móc xích, móc vào 20 chân móc, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Tới đây rồi các bạn móc tiếp cho mình 15 mũi móc xích, tương tự như cái quai ở cái chiếc giày bên phải, móc hết cho mình. Sau đó các bạn móc vào cái chân móc này một mũi dời. Thì mình sẽ được một cái chiếc giày ở bên trái như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt móc cái phần đỉnh giày nha. Thì cái phần đế giày ở đây mình móc là 16 mũi móc xích, tương ứng với mặt đế giày len 11,5 cm. Thì các bạn tính từ cái mũi móc này, các bạn tính ra cho mình 8 mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Các bạn tiếp tục đâm kim qua chân móc thứ 9. Cũng đâm kim vào cái mũi móc ở phía ngoài này cho mình. Đâm kim vào đây. Và đâm thêm vào một cái phần của cái mũi móc ở phía dưới. Sau đó các bạn móc và kéo len qua cái chân móc. Móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc vừa móc một mũi kép đơn. Tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó các bạn bỏ qua cái chân móc kế bên này, móc vào cái chân móc bên cạnh. Móc vào đây một mũi kép đơn. Cũng móc vào cái chân móc ở phía ngoài này. Móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó bỏ qua chân móc kế bên, móc vào cái chân móc bên cạnh này một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một mũi móc xích. Các mũi móc còn lại các bạn cũng móc tương tự cho mình cho đến phía bên này. Các bạn cũng móc lên một mũi móc xích, bỏ qua cái chân móc bên cạnh và móc vào cái chân móc kế bên là một mũi kép đơn. Phía bên này mình chừa ra 8 mũi, thì ở bên đối diện các bạn cũng chừa ra 8 mũi móc cho mình. Cũng bỏ qua cái chân móc kế bên này và móc vào chân bên cạnh một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào các chân còn lại tương tự như các mũi móc ban đầu. Thì sau khi móc đến cuối hàng, chúng ta đã được 13 các cái mũi nửa kép như thế này. Móc lên cho mình 2 mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi kép đơn. Mũi móc tiếp theo các bạn móc vào cái khoảng trống ở giữa này cho mình, móc vào đây một mũi kép đơn cho mình. Tương tự cái khoảng trống ở bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn vào cái khoảng trống này. Khoảng trống kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Các khoảng trống còn lại các bạn cũng làm tương tự, mỗi khoảng trống là một mũi kép đơn, móc đến hết hàng. Sau khi móc đến cái khoảng trống cuối cùng thì ở cái chân móc cuối cùng này, móc vào đây một mũi kép đơn. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hai chân móc đầu tiên, các bạn móc cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân. Tương tự hai chân móc kế bên cũng móc cho mình hai chân móc này, các bạn chụm lại thành một chân cho mình. Hai chân móc kế bên cũng móc chụm lại thành một chân.
Làm tương tự cho các chân móc còn lại, hai chân móc chụm lại thành một chân. Các bạn móc như vậy cho mình cho đến hết hàng. Thì sau khi móc đến cuối hàng thì ở cái chân móc của chúng ta đã gom lại được 8 mũi. Các bạn móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại và móc vào cái chân móc này, móc vào đây cho mình một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, tiếp tục quay ngược đầu móc lại. Các bạn đâm kim vào cái khoảng trống này, móc vào đây cho mình một mũi dời. Như vậy là chúng ta đã đưa mũi móc vào chính giữa vòng tròn. Các bạn móc tiếp lên cho mình 12 mũi móc xích. Sau đó đâm kim qua vòng tròn và móc vào cho mình một mũi dời. Tiếp tục lên một mũi móc xích, sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Các bạn dùng kim móc giấu cái sợi len này vào trong các cái mũi móc cho mình. Đối với cái phần len thừa ở phía bên này thì đối với những bạn nào mà móc không dán đế, các bạn có thể móc cái mặt này móc xuống dưới. Sau đó các bạn giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc ở phía trên. Cái mẫu của mình là dán đế nên mình sẽ luồn cái sợi dây qua cái chân móc này, luồn xuống phía dưới. Sau đó các bạn giấu cái phần len thừa này vào trong các cái mũi móc thì bây giờ mình dán đế nó sẽ không có còn thấy cái phần len thừa này nữa. Sau khi giấu len hoàn tất thì mình đã hoàn tất được cái chiếc giày như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành dán đế và móc hoa cho chiếc giày. Thì sau khi đã dán xong cái mặt đế vào cái mặt đế len thì mình đã móc sẵn một cái hoa cúc như thế này. Các bạn dán cái phần hoa cúc này vào trong cái mặt của chiếc giày. Mình có để link hướng dẫn cái mẫu hoa cúc này ở phía dưới, các bạn nhấp link tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ dùng keo nến hoặc kim khâu để khâu cái phần hoa này vào trong cái chiếc giày. Khi mà khâu cái hoa vào thì chúng ta sẽ che được cái phần lỗ hở ở phía trên mặt của chiếc giày. Đối với cái mẫu giày này, các bạn có thể đổi màu len hoặc là có thể trang trí cái phần hoa khác ở trên cái mặt của chiếc giày. Ở đây mình có show cho các bạn xem một vài mẫu. Các bạn có thể đổi màu của chiếc giày tùy thích hoặc là trang trí các cái họa tiết hoa khác nhau cho cái mẫu giày của chúng ta đa dạng hơn. Thì ở đây mình đã hoàn tất trang trí cái hoa vào trong chiếc giày như thế này. Bây giờ mình đã được một đôi giày cứng cáp. Chúc các bạn thành công!